Oai lực của thần chú chuẩn đề. Oai lực của thần chú chuẩn đề là bất khả tư nghị. Như đã nói, 700 ức Đức Phật quá khứ nhờ trì niệm thần chú này mà thành tựu Phật đạo. Bồ Tát Long Thọ, một trong 4 vị Bồ Tát có công lớn chứng hưng Phật giáo Đại Thừa, khi sinh tiền, Ngài chuyên trì tụng thần chú này. Ngài có làm bài kệ tán thán Bồ Tát chuẩn đề để mọi người mỗi khi đọc tụng thần chú này được thêm phần tín tâm, tăng trưởng lòng ngưỡng mộ và dễ thành tựu sự cảm ứng gia hộ của Ngài. Khởi tủ quy y Tổ Tức Đế, đồ diện đảnh lễ Thất Câu Chi, ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thủy gia hộ.